Để làm sao để xác định được chiều quay của máy nén khí cũng như là các cái hệ thống thiết bị ba pha của ví dụ như quạt làm mát chẳng hạn, thì có rất là nhiều cái cách để mà có thể xác định được là chiều quay của động cơ các chị nhé. Trước màn hình của anh chị đây là một con máy nén khí Mitsubishi. Tôi làm mẫu cho anh chị thôi về cách mà để xác định được chiều quay của tất cả những thiết bị động cơ ba pha nói chung và máy nén khí trục tích nói riêng. Và đây là một con máy nén khí trục tích Mitsubishi này chị ạ. Và hôm nay Vân Đông của tôi có tới đây để tôi đấu điều khiển lại cho con này, và tôi sẽ làm về cái nội dung để làm sao để xác định được chiều quay của động cơ. Đây là màn hình, trước màn hình của quý chị nhé, một con máy nén khí Mitsubishi, và tôi sẽ ra phía đằng sau các chị ạ. Okay. Thông thường thì theo cái kinh nghiệm của chúng tôi khi mà xác định cái chiều quay của động cơ, cái thứ nhất là bằng cái cảm nhận, là bằng cái con mắt của mình các chị ạ. Đấy, cái thứ nhất là bằng cái cách các cái ký hiệu trên thiết bị động cơ hoặc là trên các cái đầu nén trục tích, thì thường các hãng người ta sẽ có một cái mũi tên người ta chỉ cái chiều quay của động cơ cũng như là chiều quay của đầu nén trục tích. Và thường thì với những cái dòng máy nó ký trục tích nhật mãi thì cũng có những trường hợp thì cái tem mát nó còn, có những trường hợp nó mất cái chuyện đó. Nếu một trường hợp nó còn thì cái chuyện cũng xác định được chiều quay rất là dễ. Và đây là một trong những con máy mà hôm nay chúng tôi có làm. Quý chị nhìn thấy ở trên cái vỏ máy đây thì người ta có những cái chiều để người ta trên để chỉ được chiều quay của cái tem mát, chiều quay của động cơ. Thì với cái việc mà nó vẫn còn tem mát thì rất là dễ, rất là dễ. Con máy này thì hiện nay tôi đấu lại điều khiển, để tôi đấu lại toàn bộ điều khiển cho con máy nó trục tích này, thì hiện tại tôi đang để chế độ tự động dừng các chị nhé. Đấy, khi đủ áp trong vòng khoảng tầm 1 phút 2 phút thì nó sẽ tự động nó dừng. Đấy, thì đấy, để xác định được chiều quay của động cơ nó cũng không khó các chị ạ. Đây thì quý vị thấy nhìn trên cái đầu nén của trục tích của con máy đây, nó có cái hướng mũi tên nhé. Đây là cái cụm đầu nén trục tích. Và ngoài ra thì trong một cái máy nén khí thì nó cũng rất nhiều các thiết bị động cơ, sử dụng động cơ ba pha, thì làm sao để xác định được chiều quay của các thiết bị này thì có rất nhiều cách. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn vào cái ký hiệu mà nhà máy người ta đánh dấu ở trên tất cả những cái vỏ máy. Hai nữa là bằng kinh nghiệm, nếu mà trường hợp mà mất hết toàn bộ mác thì chúng tôi cũng thể xác định được, nhưng mà cái đấy thì nó hơi khó, bằng chỉ những người có kinh nghiệm như tôi thì cũng mới có thể là kiểm tra và xác định được thế nào là đúng chiều quay thôi. Tôi làm cái video này để tôi giúp quý chị xác định cái chiều quay động cơ sao cho đúng bằng những cái ký hiệu trên máy các anh chị nhé. Đây là phần cụm nén trục tích nhé các anh chị nhé. Để xác định được chiều quay thì nó có các cái chỉ dấu hoặc là các cái vị trí đánh dấu của nhà sản xuất. Và bây giờ tôi sẽ ra phía đằng trước, nó có một cái quạt nhé, quạt làm mát, dàn làm mát dầu và làm mát khí cũng sử dụng động cơ ba pha. Thì làm thế nào để xác định được chiều quay của động cơ của cái quạt này?